Dạ, Khánh Nguyễn xin kính chào mời cô bác. 14 cây phải không cơ? 14 cây là đủ. 70. Dạ chào chú. Chú đợi em xíu nha chú, con đang sắp xếp. Đây. Chú ngồi ghế chú. Chú có vô phụ rồi chú phụ. Dạ. Đang mời cô bác ơi, thì hôm nay thì hôm qua Khánh cũng có chia sẻ đó. Thì chính thức là hôm nay sẽ phát những phần quà chào tới bà con ở Bến Lức ở đây. Thì anh Bảy, sáng anh Bảy này anh cũng chở gạo xuống từ rất là sớm luôn. Tại vì 7 giờ là ở đây là Khánh sẽ phát đây. Thì đặc biệt tôi cũng có cô Năm lên nữa đây mà cô bác ơi. Cô Năm lên để tiếp tục để lấy thuốc đây. Cô Năm lên lần thứ mười mấy rồi. Em cảm ơn anh Bảy, anh Bảy. Bây giờ cũng có mẹ nữa, mẹ xuống, chú đi được không, chú khuyên nhiều với vậy. Đây chú bữa nay chú cũng qua nhận quà, tôi thấy thương chú. Chú cũng mới mổ trên đầu, khối u trên đầu rồi, cũng gửi cho chú một phần quà. Đúng rồi. Ủa, hả? Của em là 20 phải không? Đúng rồi, đi em chị. Dạ. Giờ ở nhà thì nãy ở đây. Dạ chắc hết rồi quá chú, ngồi ghế đi chú. Chợ dưỡng anh Bảy qua trường. Thì Khánh ở đây sẽ phát. Có nước tương gì không? Dạ không, bánh mì đi nước. Anh chỉ chở về thôi. Dạ bánh mì nước để gần tới ngày thì em mới làm luôn. Dạ bây giờ sẽ cho vô trong trường học tổng cho mấy bé học sinh khó khăn. Dạ chào anh Bảy. Dạ 20 phần để vô trong trường nhưng mà cô bác. Ở đây Khánh phát sẽ 30 phần thôi. Mình có mì gạo. Dạ. Dạ bánh mì nước mẹ. Chút xíu con bỏ ra luôn. Dạ. Dạ. Để đó đi mẹ, chút xíu để ra mẹ ra mẹ ngồi đi. Hả? Ngồi ra ngồi chút xíu thí về ấy luôn. Đi. Dạ dạ, cảm ơn chú. Dạ mẹ con chú. Chú này cũng thấy thương chú bị mổ trên đầu á. Dạ ở dưới quê rồi lên đây ở mình ở trọ vậy thấy thương chú. Rồi cô Năm, cô Năm này đi với người cháu hả? Dẫn nó đi cho biết mà nó lên tự đi. Dạ lấy cho mẹ đó. Đi vô lấy thuốc hả? Dạ để cho một hũ thuốc để trong trọng quá mẹ, để có gì chút xíu lấy. Cô Năm đội tranh thủ đi về liền hả? Tranh thủ về. Hình như này cô này có lên đây lần nào chưa, thấy không có đứa chú giống mặt không vậy ta? Mới lần đầu hả? Dẫn nó đi cho biết mà mất bự nó đi. Vậy là kỳ này là lấy cho mẹ cái của cho mẹ nó đó. Dạ rồi để cho mẹ nó rồi để dẫn nó theo. Dạ để để con vô con lấy hũ thuốc luôn. Đặt đây, đặt máy ở đây. Dạ, con không biết thí để cổng, con không biết cái hũ nào nữa. Dạ, cô Năm, cô Năm đặt hồi trước rồi. Không có luôn rồi, cô Năm. Không có nào luôn. Khô nắng quá trời. Nắng quá hả? Cô Năm uống nước đi, cô Năm. Trời uống nước nè. Uống nước đi. Dạ. Chú uống nước mát nè chú. Anh để vô nè mẹ rồi sẽ thấy nè. Chịu nước đi. Nó chưa chạy lên tới quận anh ba chứ. Rồi bác chỉ lên dài trên này bị quận anh một rồi gặp đây. Dạ. Thì nó chú vô cái đường này. Ủa lại rồi chú ở đâu mà chú chạy dưới vậy hả? Tháp mà đi lên nó coi tiệm tóc quá mà. Ở vậy. Cháu nở tóc quen phải chú làm bảo vệ không? Dạ, bảo vệ thì bức tóc lắm ha. Tóc hai phải đâu phải ngoài đây hả? Dạ. Qua Khánh nó điện nói nay con có nhà con phát quà. Hỏi cô lên đi để mấy tiệc trao nữa là con không có nhà. Tiền sao nữa nó thằng này nó cũng nung mua lắm. Có mấy cái bệnh. Đi vô. 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 Đi
con đây luôn à? Dạ, nhà con đây nè chú. Thấu về về chí cạn. Mình uống rồi mình lấy cái chai nha. Mình múc ra. Để cái gì ra chỉ chú ra chú chỉ cho. Chú chỉ cho về cái gì hơi chỉ cho mẹ uống nha. Cái này là uống được luôn á cô Năm. Phải không? Hôm mùng 1 nay mấy âm rồi bác? Hôm nay mới 10 12 hả? Bữa nay 12. Cái hũ này hũ mùng 1. Một giống hũ hổm á. Để con hát cho mẹ, con dán cái miệng. Nói chứ hồi đó mới có 20 ngày là đã uống rồi. Đó, đó con Năm mà nặng con Năm uống luôn. Uống luôn. Uống sớm mà. 20 ngày uống. Ừ, 20 ngày uống rồi. Mà chị uống cái chai á. Ừ, lấy chai chai á, chị uống từ từ đi chứ được. Vậy mẹ của em bị nặng không? Trời ơi, nó giảm đỉnh mạch luôn á, nó đớm. Nổi gân xanh luôn. Nổi đỏ luôn chứ. Cái gì là bị máu bầm rồi. À. Qua đưa cho nó con trai. Nó lấy cái ly mà uống rượu bự chứ không phải ly nhỏ nha, nó quất lận một ly vậy đó. Mà uống thấy được không cái đâu? Nó nói uống được. Dạ. Uống thấy nhẹ. Nó nào lên năm xin cho con trai. Hỗ trợ cho con thêm trai nữa. Dạ. Có ba con ngồi gai mà đi không có cắt được. Đỡ rồi, muốn con chạy mấy ngủ. Uống gần hết á, gần hết chứ không chạy lên. Điện ra nước á. Đây là có số rồi. Có số. Này muốn mở ra chứ gì. Có nên nó ghi trong này hết không? Ghi này hết. Bánh mì với bánh mì với nước. Dạ chú bưng vào phòng nhau mà mình ngồi nghe chỗ đó mà nghe đó mình bỏ đi ghế rồi. Lấy cái gì, lấy cái gì. Để đậy đó chứ. Để này chỗ đó. Để tấm bạc đó chú. Rồi chị. Để ngay ngay tấm bạc. Để chút xíu mình ngồi phân qua luôn, mình ngồi luôn khỏi không đi đâu. Mẹ ngồi đó đi, con để sẵn này à, sẵn này đi kinh đường à. Mẹ lên ngồi cô Năm đi mẹ. Cái đấy. Dạ, lấy trên chai chút về uống. Cho mẹ uống mau hết. Cho mẹ uống mau hết. Nè đi, mẹ ngồi đi mẹ. Nó giảm tim mạch mà sao chương 2 chương bầm đen luôn á. Vậy là máu nó không lưu thông được á. Bầm đen luôn. Dạ. Chị bị giãn tim mạch chị uống nó mẹ nhớ này nè. Dạ, cũng hết nữa. Chú ngồi ghế đi chú con để chút xíu rồi làm một lần luôn chú không sao. Chợ cái này nó không có nghe. Cái mình để trong đá nó cái chân nó thôi. Chị uống nước đi nè. Chú có uống rượu không? Chị uống đi. Bị giãn tim mạch uống không hết nữa. Người ta nổi cục gân xanh nó không có. Nó nổi nó lộ ra làm như mà đụng đâu bầm đó. Vậy là máu không lưu thông được nữa. Cái kia là lưu thông chạy như lưu thông nó ít. Nó có lưu thông mà nó lưu thông kiểu mà nó bị hơi bị tắc chút xíu mới nổi gân xanh. Còn này là tắc luôn hay sao mà nó mới bầm được. Nó nặng trịch cái chân luôn. À. Do mẹ đi nhiều quá. Đi nhiều quá hả? Mẹ em làm bên gì? Long á. À cũng trồng thanh long luôn. Nó trồng quế rồi nó làm mà nó làm dữ lắm. Dạ. Giờ uống một uống chai của cô Năm là được mấy mấy ngày rồi? Mới có ngày qua 2-3 ngày.
hai ngày mà thấy hơi khỏe chưa, thấy nhẹ không? Cái ly bự hơn Khánh đó ha. Giờ thấy nhẹ rồi hả? Nó uống là đăng ra môi rồi nó tát. Một ngày mình uống 3 lần nha, dặn mẹ một ngày mình uống 3 lần. Mà cái ly gấp hai cái ly con Khánh luôn á. Dạ. Nó hỏi mẹ rồi mày uống dữ vậy? Chắc tại nhức rồi chứ nặng nề quá nên đi. Nặng nề nó uống sao nó nhẹ. Cái dạng chắc nhức quá rồi tính uống nhiều rồi uống nhiều nó rồi uống nhiều có sao nó sao con thấy con bình thường à. Thì cũng không đến nổi nhưng mà không có sao, nhưng mà cái giống như cái lượng thuốc nhiều quá mình hấp thu cũng không hết. Giống như cái cơ thể mình. Mà uống quá trời. Vậy là tao uống 3 lần đi chị. Ngày nó uống 3 lần á, đưa nó chai nếu... nhỏ chai này mà uống 3 lần. Dạ, nếu mà mình uống nhiều á thì mình chia ra thay vì uống 3 lần mình uống 5 lần hoặc 6 lần đi, chứ sáng mình đừng uống 1 lần nhiều nha. Sáng này đi là nhà nó uống rồi đó. Nó uống nặng đi anh Quế đó. Dạ. Giống như về dặn mẹ, đừng uống một lần 2 ly, rồi mình uống một lần giống như một ly thôi. Rồi mình uống nhiều lần. Mình uống nhiều lần thì nó sẽ hay hơn. Đi mày uống quá trời luôn. Hèn gì chắc hết chai đó luôn. Nó uống tự là chắc hết luôn. Chai nhỏ hơn chai này. Nè một ngày mình uống nè, 3 lần. Uống trước ăn và sau ăn đều được hết. Nha, trước ăn và sau ăn đều được. Nhưng mà đặc biệt á, chắc cô Năm có dặn rồi phải không? Uống xong rồi khoan uống nước. Khoan nước mình giống như mình uống này mình để 10 phút sau rồi mình uống nước vô để cho cái lượng cái rượu này nè nó hấp thu hết cái cơ thể mình à, vậy thôi à. Mà đặc biệt không có kiêng cử gì hết á, ăn uống bình thường. Kiêng cử là thiếu chất nữa đó nha. Mỗi lần uống ly chứ ly nhỏ vậy anh à, cái ly trắng nhỏ của mình á. Cái dặn nó mày có ly cả cái thôi, đừng có ly mà thứ mà mấy ông nhậu mà uống ly. Cái ly nhỏ hơn ly nước trà chút. Em cái chai của mình còn không em? Chai gì? Hả? Ly nhỏ với chai gì? À. À, thôi giờ anh lấy cái chai này anh bỏ vô luôn nha. Em lấy cái chai đi ra chút xíu để anh rót. Chút xíu có cô Tiết ở quận 4 xuống nữa mẹ. Cô mà thường gửi trà để cà phê cho mình đó. Cô xuống có đơn quy không lấy? Dạ có rồi đó. Chiên phận. Lấy cho cô ba lạng đơn quy để về ngâm một phần. Tại vì nhỏ cháu ở gần á nó người ta cho nó đủ hết rồi gì. Tại hôm đó dẫn lên đây có 2 lạng rồi. Giờ con ngâm. Con biết cách rồi con ngâm coi phước chủ mời thầy. Coi sao có gì ngâm. Em ấy ra cô Năm đi. Một phần hả? Đây. Dạ nha chú. Con có gì con tiếp ở đây xong. Có gì chút xíu con liên lạc lại với chú nha. Dạ. Rồi con chào chú. Dạ. Rồi em về nha. Dạ cô Năm về nha cô Năm. Dạ cô Năm về khỏe à. Dạ bây giờ cô Năm là cũng lấy một hũ đi về đây ông bà cô bác ơi. Cũng lấy về cho một người cháu là cũng ở dưới chợ gạo Tiền Giang luôn. Chợ gạo Tiền Giang rồi cũng làm thanh long nữa. Ở dưới hầu như là ai cũng làm thanh long hết đó cô Năm. Dạ. Dạ mẹ để đi chút vợ con làm nhanh mà có 30 phần tại vì ấy ở đây 30 phần trong trường 20 ở dưới cần ruột 50 chiến này là phát 100 phần. Ít ngày nữa nhỏ cháu nó cũng phát trường đó. Dạ. Dạ rồi cô Năm có đi có cháu chở đi khỏe. Không cô Năm chạy mình. Dạ. Giờ đi giờ biết đường chưa? Rồi biết rồi kìa. Rồi. Dạ thôi chào cô Năm, chào em trai nha. Dạ. Rồi. Mẹ đây mẹ. Mẹ làm, mẹ ngồi mẹ nghỉ đi tới 7 giờ đúng không ạ? Chút xíu. Nè, đây nè nãy giờ lo làm đây ông bà cô bác. Mẹ chào ông bà cô bác luôn. Nè mẹ xuống sớm mẹ phụ. Chú đâu có bận gì đâu phải không chú? Tới bà 8 giờ mới làm hả? 7 giờ rưỡi bệnh rồi hả? Dạ. Rồi đợi cái gì đợi chơi một xíu rồi chú. Con gửi cho chú trước, chú ăn bánh nè.
Để con gửi, con lấy một phần chút xíu, phần của chú luôn. Bánh với dạ nước để chó nè mẹ. Để con lấy nè. Để chú ngồi ăn bánh chú. Giờ phát cho chú trước mà. Chú xin về luôn đi con. Về luôn hả? Dạ. Sớm sủa chú còn dẹp dọn rồi vậy con gửi quà cho chú luôn con. Cảm ơn con nghe. Dạ. Vậy là để thôi vậy lấy cái túi. Dạ. Dạ dạ có chú. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn. Em ơi em ấy giùm anh cái em. Mấy người này đi làm gì mà chạy nguyên dọc luôn ta. Rồi. Dạ. Dạ có phiếu. Dạ dạ. Dạ em cầm phiếu em. Đây có phiếu mới có quà nha ông bà cô bác. Đặc biệt là trên phiếu Khánh cũng có ký tên trên đây luôn. Tại vì không phải gì mình làm gì mình cũng tại vì có số lượng để mình đi phát đúng người á. Thì quà này của anh Khánh chị Liễu ở bên Úc á, cũng gửi cho con trao cho bà con ở quê hương mình. Và con cũng gửi tới chú và chú dùng của ít lòng nhiều nha chú. Con. Được, đó nhàn quá, đó chéo qua vậy được rồi. Rồi, một bánh cũng cảm ơn con luôn nha. Dạ, dạ trước khi về chú có lời nào không chú? Chú cảm ơn hai chồng cháu với bà. Dạ. Dạ thôi chú về dùng ngon miệng về giữ gìn sức khỏe nha chú. Rồi con. Dạ, dạ con gọi chú. Dạ dạ chú về giờ chú đi làm nữa. Dạ dạ. Rồi cũng thấy thương mà cô bác chú ở có mình ở trọ. Ở trọ làm bảo vệ. Mà đợt hổm cũng mới mổ nữa. Mổ cái khối u trên đầu á. Nên là Khánh tại vì Khánh thực tế Khánh thấy rồi Khánh cũng có gửi phiếu cho chú. Cũng mong sao rồi bà con của mình lúc nào cũng mạnh khỏe hết vậy là cũng mừng. Rồi thôi bây giờ chắc Khánh xếp chương trình để chuẩn bị ông bà cô bác đây. Chuẩn bị mẹ răng nè. Dạ. Nè em chào ông bà cô bác nè em ơi. Rồi thôi Khánh vô phụ ở đây để cho xong luôn nha bà cô bác. Đợi chút xíu 7 giờ là sẽ phát một lần hết luôn. Rồi Khánh chào ông bà cô bác luôn. Hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình